các con ăn chay, chớ để mặt mày u rũ như con giá hình thiếu não, đau khổ trước mặt người ta. Khi các con cầu nguyện, chớ làm như kẻ giả hình. Phố trường muốn đường mọi người đến yên, nhưng ngài vẫn hằng dạy con âm thầm giữ luân truyền ban. Con tuyết quay trở